Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Ngón em ơi, tôi cảm ơn em rất là nhiều nha anh em. Thì cái clip anh em, thì cái thằng mà Invicta nhí anh em nó thách thức đó là 10k bình luận với 20k like anh em, trời nó được 30k like luôn rồi anh em, mà tôi cảm ơn em rất là nhiều luôn đó. Thì bây giờ tôi sẽ qua nhà của anh Đức Mởm xem anh Đức Mởm coi có lấy được nick chưa nha anh em ơi. Thì bị cái thằng mà lớp 5 nó lừa mất cái ạc 300 củ anh em hả, mà tôi thấy anh buồn quá trời luôn. Thì bây giờ tôi qua bên bển coi giống như là anh lấy được cái nick chưa nha anh em. Ok. Cái gì mà mày điện tao hoài với anh Vicka nhí? Tao đang bận hả? Đâu, tao bận đâu. Tao muốn solo với Đức Mõm. Đức Mõm? Đúng rồi, tao muốn solo với Đức Mõm. Mày tuổi gì solo với Đức Mõm? Solo thẳng rồi, bây giờ sao tao không đủ chuyện solo với Đức Mõm mày? Ừ, bây giờ mày là đẳng cấp, mày là bồ gồ rồi, tao không nói nữa. Rồi bây giờ muốn cái gì mày nói đại luôn đi. Nhưng mà sao tao thấy fan cứng của mày nó like, tao like nhanh nhỉ? Ủa thì fan cứng của tao thì người ta like cho tao thôi. Mày đố 10k like hay là 20k like gì cũng được hết trơn á. Nhất bạn rồi. Thôi thì tao hack clip này lên 50k like đi. 50k like? 50k like dưới gì? 30k bình luận. 30k bình luận? Thôi thôi thôi, fan của tao làm không được là một cái chắc rồi anh em à. Lem 5 con cua hoàng đế lên đãi tao. Thôi thôi anh em ơi, anh em nào chưa nhấn like kéo xuống nhấn like cho tôi liền một cái anh em ơi. Tôi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mày nhớ nha, mày mà không đem cua hoàng đế lên là tao xuống tới nhà mày nha. Rồi ok, anh em nào chưa nhấn like, bây giờ tôi đếm nha. 3, 2, 1. Bấm like liền đi anh em, bấm like cho đủ 50k like với 30k bình luận nha. Mày nhớ nha, 5 con cua hoàng đế nha. Rồi bây giờ tao sẽ qua nhà Đức Mõm, tao rủ Đức Mõm solo với mày để coi Đức Mõm thắng mày không. Rồi ok. Ok. Anh Đức, cái nick FIFA anh lấy được chưa? Chưa. Cái nick này nick anh mới mua rồi. Mới mua? Mới mua hả? Sợ có thằng IVK gì kiểu bên em ấy bảo vào solo anh mà. Trời trời, nó solo hắn LBG mà sao anh cứ solo hắn nó. Nó đội solo với anh kiểu giờ anh solo với nó không? Nó đòi solo anh á. Ờ, nó muốn hết đấu với anh kìa, nó nói lụm đúng không? Lụm luôn. Rồi bây giờ em điện nó vô nha. Ok. Anh chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Nó bắn dữ lắm nha. Bình thường. Rồi, vô. Ok anh em ơi, đó thì đây là trận chiến giữa Đức Mõm với lại Invicta nhí nha anh em. Thì anh Đức ngồi kiểu là hai đầu gối chậm hởm bắn. Chỉ sao mà bắn được anh em? Thôi không sao anh em à. Đó. Ê thằng Invicta nhí ơi, alo. Sao sao mày bảo gì mày nói đi, cái thằng này. Mày nhớ nha, 50k like với 20k bình luận là mày đem 5 con cua hoàng đế lên đúng không? Chứ sao. Rồi 5... ok. Đó, hứa là dân chơi là hứa phải giữ lời nha. Anh em nào chưa nhấn like thì anh em kéo xuống. 3, 2, 1. Rồi anh em kéo xuống, anh em nhấn like liền cho tôi đi anh em ơi, giúp tôi nha. Một đầu like. Bình tĩnh rồi Đức ơi. Gà thế. Ôi, gà bắn luôn, ở đặt kéo luôn. Khô máu luôn à. Vâng, vâng. Cái gì anh Đức? Đuổi! Trời, mạnh hưởng quá, thằng này nó bắn ghê thiệt. Rồi ok, hôm nay nó hách đấu anh đó là nó đã chuẩn bị đồ chơi, đồ bệnh dữ lắm rồi. Nó bắn dữ lắm. Nó mới có 2k8 thôi anh em à. Mà nó bắn như vậy đó anh em à. Anh em thấy kinh điển không? Rồi. Mày đâu rồi Đức ơi? Đức ơi. Bình tĩnh anh Đức. Bình tĩnh anh Đức. Em xin anh làm được. Mấy hôm nay anh phải diệt cái thằng này. Trời ơi. Ai ai nhảy hướng cái chết luôn. Trời ơi. Mà mặt cũng được. Cũng được. Cũng được. Làm lại. Cái gì vậy trời, hôm nay mà anh Đức mà thua là toan luôn anh em à. Thôi thì nói chung là anh em like, đăng ký kênh, ủng hộ cho tôi nha anh em ơi. Để cho anh Đức có động lực nè anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó thì hôm nay là anh Đức có ạc mới rồi, nên anh Đức tập trung dữ lắm nha anh em. Đó, bây giờ cứ bình tĩnh thôi nha anh em. Sao mày không động viên tao, mày động viên ông Đức hoài mày. Đậu xanh. Cái thằng Invicta nhí này mày gáy vừa vừa thôi. Vài bữa vài nữa vừa thôi. Ừ, vài bữa nữa tao lấy PC của tao, tao bắn bể cái đầu mày luôn nè. Phải không mày? Anh em nào muốn tôi solo với nó, anh em comment bên dưới giúp tôi nha anh em. Đó, thì sẵn tiện anh em tôi có một cái câu đố này cho anh em trả lời, để mà tôi tặng 519 kim cương nha. Ui, ba đâu. Đúng vậy. Thì cái câu đố này khá là đơn giản luôn. Đó. Thì nói chung là anh Đức sinh năm bao nhiêu. Đó. Hơi bị đẳng cấp luôn nha anh em. Sao mà anh em kiếm được?
đúng ngày sinh của anh luôn. Ngày sinh của anh luôn á? Ừ đúng ngày sinh của anh luôn. Mình phải đăng cấp. Được bom tặng thêm một cái hình gương nữa nhá. Rồi, anh tặng thêm một cái hình gương đúng không? Rồi, ok luôn. Anh Đức sinh ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, anh em cứ comment kèm thêm đi. Tôi 500 hình gương. Anh Đức 1k là 1k gửi tặng cho 20 bạn luôn ha. Ôi, 10 bạn thôi thì không có hình gương. 10 bạn thôi đúng không? Rồi, 10 bạn thôi nha anh em. Nhưng mà phải là trả lời sớm nhất là may mắn. Rồi, nhất. Anh em nhớ trả một comment nha. Và nhớ cho xin xin một like rồi đăng ký kênh nha. Thôi bây giờ tôi không nói nữa, miệng tôi nãy giờ nói quá trời anh Đức bắn được em à. Tầm này chỉnh tao phải đi đấu giải thế giới chứ mày. Bây giờ tôi bình tĩnh nha. Rồi hai viên đầu rồi, gần chết rồi. Ơ à, lôi tầm không bắn nha mày. Thế cái thằng này sao mày chơi bẩn tao mày. Bình tĩnh, cố lên Đức ơi. Ngồi luôn mình mỏng. Gây cắn quá này mà, gây cắn quá cho trưởng luôn. Bình tĩnh thôi. Thôi, chắc chắn đâu thắng rồi. Bình tĩnh thôi anh. Tôi tin anh Đức làm được mà anh em. Đây, nó cũng yếu rồi, nó cũng yếu như anh này đó. Giờ ai mà bắn trước là người đó thắng á. À, sao mày nhảy lên kia rồi mày? Mày chơi sao tao không mày? Ông nội bắn được đấy. Trời chết luôn anh Đức ơi. Đâu căng quá. Mẹ anh Đức ơi, còn có hai chặng nữa là thua cái thằng này rồi đó anh Đức. Anh làm mấy rồi đấy. Anh em nhắn like liền cho tôi đi anh em, nhắn like liền cho tôi đi anh em ơi. Cái trận đấu này trận đấu thiệt nha anh em. Anh em nghĩ đi, không lẽ anh Đức nhường cho nó 4 chặng anh em đúng không? Quá chuẩn luôn. Đúng không anh Đức? Đó. Mày có cần tao nhường mày không với thằng kia? Khỏi, tao sợ mày bắn thật. Luôn, bắn thiệt luôn. Ok chưa? Bây giờ là bắn thiệt luôn. Đương nhiên. Sao mà thở được mày? Tao bắn chỉ có thở oxy thôi, mày hiểu không? Toàn đâu? Trời ơi! Keo này, keo này! Mới thấy cái gì anh đó? Thôi xong rồi. Rồi, vô! Vô, tao chốt mày luôn 6-0 này, không có nhường nhịn gì hết! Từ từ hết! Mày bắn cẩn thận vào, trình của tao bây giờ là lên một tầm cao mới rồi mày? Bắn đi toàn đầu mày không cái này mà ngay. Thôi xong. Chạy hát đi anh. Ơi mày. Ơi cái thằng này mày chơi bẩn tao mày. Ơi chơi bẩn với mày. Rồi cuối cùng cũng thắng được một trận rồi anh em à. Chào ơi là chào. 1-0 rồi. Ủa 1-5 rồi anh em à. 1-5 rồi. Rồi. Từ thôi Đức ơi. Rồi hai viên đậu rồi. Hay đấy, mày hay đấy, mày hay đấy, mày hay đấy. Hay. Mày chạy đâu rồi? Bình tĩnh thôi, mày Đức chạy ơi. Chạy như con lăng quăng thế mày. Còn một trận thôi, cố lên Đức ơi. Bây giờ thắng thêm 2-3 trận nữa đi là mình có động lực mình quýt trận cuối đó là win nè Đức ơi. Đâu rồi? Ê. Trời ơi. Win màu đỏ luôn. Đỉnh đẳng cấp Việt Nam. Hay. Lạc kèo được anh em à, lạc kèo được 2 năm rồi. Mé tôi không ngờ luôn anh em à. Thằng quanh độ này á, là đậu xanh nó bắn anh Đức 5-2 luôn. Còn chẳng nó thôi là anh Đức thua. Á đồ. Nói chung là hai pha vừa lấy tao nhã. Nhã thôi hả, à. Anh Đức quốc nó thêm một trận nữa cho em. Quốc nó thêm một trận nữa cho em. Thằng này phải diệt nó, không lẽ không có ai diệt nó được đúng không anh. Nè, bây giờ nè, anh giữ khoảng cách nè. Em chơi anh không bầu nữa. Thôi bắn cuốn đầu mày kia. Yếu máu rồi. Từ từ anh Đức bấm máu đi anh, bấm máu đi anh. Trời còn 19 máu mà không nổi. Ba bắn vừa mà cuốn đầu. Quái cực gì chứ. Trời ơi. Mẹ nó bắn dữ như trời. Trời ơi mày ra đây. Mày ra đây. Đây mày. Thằng này nó bắn kinh điển hiện anh em à. First go. 3 năm rồi. Thôi nói chung là trình độ ta bây giờ đi lên Ấn Độ rồi. Ủa cái gì Vanh chơi, mày đừng cứ để lạc kèo nhá. Lạc kèo là mày nhục dữ lắm nha Vanh. Alo. Lạc kèo thì ba cứ nhường tiếp mà tao sợ kiểu nó khóc ấy. Mày thấy tao bắn phun đỏ pha đấy mà tao không nhường. Cày mày vào đây. Anh em nào mày lên đây. Nhắn like liền cho tôi đi anh em ơi. Để nó đem 5 mày... để lên tôi sẽ. Mày lên đây tao bắn mày phun đỏ pha này luôn này. Cái đầu đó nha anh em. Mày cay tao rồi à? Lên đây. Rồi bắt đầu anh Đức vô nhịp rồi anh em à.
Anh Đức vô nhịp rồi. Xuống cho tao xuống đi thằng kia. Cho nó xuống anh, cho nó xuống mua thêm trái keo nữa. Bông keo các kiểu đi. Cho nó xuống đi anh, cho nó xuống đi anh, cho nó xuống đi anh. Cho tao keo, cho tao keo, cho tao keo là được rồi. Rồi cho nó keo đi anh, cho nó keo đi anh. Mày tao không dám đâu ấy. Kinh nè, kinh nè. Rồi quất đi anh, quất đó. Rồi một viên. Ghê đấy. Trận cuối cùng. Còn trận cuối nữa rồi. Nhanh đó mày, mày nhanh đấy, mày nhanh đấy. Đó. Đó, đâu cái. Ê Văn ơi, Văn ơi, Văn. Vua hoàng đế đâu? Văn. Sao? Rồi, đem 5 vua hoàng đế lên luôn nha. Đâu? Ok. Bây giờ sao giọng buồn ấy, tắt gáy à? Buồn ở đây mà. Thôi thì nếu mình đến đây là cái lúc anh em ơi thì anh em mới hay thì mình rất là biết chơi mọi người.